tuổi về già, chia tài sản cho con, phải nhớ đề phòng điều này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, cha mẹ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Thế nên, chẳng có gì làm lạ khi mà nhiều bậc cha mẹ lúc về già đã để hết tài sản của mình lại cho con cái. Người có ít hay có nhiều thì cũng đều muốn dành cho con, đúng không quý vị? Thế nhưng, thưa quý vị, mỗi thời mỗi khác, có những điều trước đây là đúng, nhưng trong xã hội hiện đại thì còn cần phải xem xét, đặc biệt là với chuyện phân chia tài sản, để lại tài sản cho các con. Rất nhiều những câu chuyện đau lòng cũng đều xuất phát từ việc này mà ra. Câu chuyện chia tài sản cho con nuôi, con ruột bất mãn. Đêm nào cũng vậy, gần 0 giờ Sinh mới trở về nhà. Công việc bốc vác ở bến lúa khá cực nhọc đối với Sinh. Tuy còn trẻ, nhưng sức khỏe anh đã suy yếu. Người ta làm xong trở về nhà từ rất sớm, riêng anh cứ nghỉ mệt, nên về muộn hơn bất cứ ai. Sinh trở về nhà, ăn vội chén cơm, tắm rửa, rồi vào mùng ngủ. Cha mẹ mất khi anh mới 9 tuổi. Ông Năm hàng xóm thấy tội nghiệp, mang về nuôi cho tới ngày hôm nay. Mang tiếng con nuôi, nhưng chẳng khác nào như con ruột. Vợ chồng ông Năm thương yêu như ba đứa con của mình. Nhà ông Năm có ba người con, một trai, hai gái, thêm Sinh là bốn người. Hai người con gái đi lấy chồng và sống gần đó. Người con trai út cũng có vợ, sống cùng ông Năm. Liên Sinh đã hơn 40 tuổi mà chưa vợ con gì. Họ yêu thương nhau, sống hòa thuận như anh em ruột. Chưa bao giờ họ phân biệt giữa con ruột và con ghẻ. Bà Năm còn sống đã dạy như thế. Đến khi bà Năm mất đi, họ vẫn giữ mối hòa thuận anh em với nhau. Đó là điều ông Năm rất vui và hạnh phúc bên bốn người con của mình. Có thể nói, ông là người có phước. Tuy hai người con gái đã có gia đình sống riêng, nhưng họ vẫn hay cho tiền hoặc mua những thứ ngon nhất cho ông. Họ đều học thành tài và có nghề nghiệp ổn định với đồng lương kha khá. Cả ba người họ đều là bác sĩ, làm việc trong một bệnh viện gần nhà. Riêng Sinh, một chữ bẻ đôi cũng không có, đành phải đi bốc vác kiếm từng đồng rồi trở về rất khuya. Không vì điều đó mà ông Năm thương ba người con hơn. Ngược lại, ông thương Sinh nhiều hơn ba người con ruột. Những lần con của ông cho tiền xài, ông đều giấu lại một ít để cho Sinh, nhưng chưa lần nào anh nhận. Vì anh thừa hiểu, cha đã già, không còn sức lao động, không làm gì ra tiền. Chính vì điều đó mà anh không nhận tiền từ cha nuôi. Đôi khi anh cho tiền cha mình, ông cứ chần chừ như không muốn lấy, nhưng cũng phải lấy để anh được vui. Một buổi sáng, tiếng gà gáy vang sau nhà. Ông Năm thức dậy uống trà như mọi ngày. Ông có thói quen khi thức dậy đi rửa mặt ngang qua chỗ ngủ của Sinh. Ông hay dừng lại để kiểm tra xem tối qua Sinh ngủ có tống mùng kỹ không, và một chiếc đèn pin luôn pha vào mùng xem thử có con muỗi nào trong ấy không, rồi mới đi rửa mặt và trở lên nhà trên hút thuốc, uống trà. Thói quen này hình như không dành cho ba người con ruột của ông. Sinh thức dậy với cơ thể uể oải sau một đêm mệt nhọc ở bến lúa. Anh bước xuống giường, ra sau cửa rửa mặt, rồi đi lên nhà trên. Thấy cha anh ngồi đó với gương mặt trầm ngâm, như đang nghĩ ngợi điều gì đó bên làn khói trắng. Tay ông ôm một chiếc hộp, đôi mắt cứ nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh vợ ông. Anh chưa từng thấy chiếc hộp này bao giờ. Anh bước lại gần cha rồi nói: "Tía đang nghĩ gì mà điếu thuốc sắp tàn luôn rồi? Sao mày không ngủ thêm lát nữa đi hai, còn sớm mà. Con dậy giờ này quen rồi, cứ tới giờ này là tự nhiên thức dậy à. Tía dặn đừng đi bốc vác nữa, sao mày không nghe vậy hai? Ủa, sao tía biết con đi bốc vác? Mày đừng nói dối tía nữa. Mày cứ nói đi làm việc nhẹ một lát rồi về, chứ thật ra là mày bốc vác ở bên lúa. Hồi sáng, tía đi rửa mặt, thấy cái áo của mày treo trên móc. Trên cái vai áo có dính màu của bao lúa.
Nhưng tía yên tâm, con vác một bao rồi nghỉ mệt, xong tới bao khác lại nghỉ mệt, chứ không vác liên tục đâu. Mày có biết sức khỏe đang yếu, hạn chế làm việc nặng không hai? Mày không có tiền thì tía cho. Dạ con biết, nhưng ở nhà không có gì làm cũng buồn. Tía đang ôm cái hộp gì vậy? Đây là cái hộp có đựng tờ di chúc của má bay trước khi bả mất. Sau này có chia tài sản thì cứ theo nguyện vọng mà bả chia. Tía định kêu vợ chồng con Thu, vợ chồng con Kiều chiều về đây chơi. Sẵn đó tía tuyên bố tài sản trong di chúc luôn. Cũng gần tới ngày giỗ của má bay rồi. Dạ, ngày mai là giỗ má rồi đó tía. Đúng vậy, vì thế tía muốn các con nhận tài sản rồi vui vẻ trong ngày giỗ của má bay. Vợ chồng thằng Út Tâm nó dậy chưa? Nếu nó dậy rồi thì kêu nó ra đây tía biểu. Hoặc kêu nó báo cho con Thu với con Kiều biết chiều nay về chơi. Dạ, chắc vợ chồng nó dậy rồi đó tía. Cũng sắp tới giờ nó đi làm rồi. Để con vào nói rồi đi mua đồ ăn sáng cho tía. Ừ, đi đi con. Anh vào nói với Út Tâm. Một lát, chiếc xe của Út Tâm rồ máy rồi đi khuất. Họ là dân làm việc, nên đi làm rồi ghé ăn sáng. Chỉ có Sinh và ông là hay ăn sáng tại nhà. Sinh cũng là người gần ông và nói chuyện nhiều nhất so với ba người con ruột của mình. Đến chiều, tất cả các con của ông đều có mặt. Ông lặng lẽ đốt nén hương cho người vợ quá cố, rồi mở hộc tủ, lấy chiếc hộp mà hồi sáng ông đã ôm. Ông nhìn từng đứa con của mình rồi nói: "Hôm nay có mặt đông đủ các con, tía muốn đọc tờ di chúc của má bay để lại. Đó là nguyện vọng của bả trước khi nhắm mắt." Họ im lặng chú tâm nghe kỹ ông đọc những gì trong tờ di chúc. Thằng hai nó vốn dĩ là con nuôi của nhà mình, nhưng chưa bao giờ ba má xem nó là con nuôi. Má chia cho nó 30% tài sản. Con Thu và con Kiều là phận đàn bà, rồi cũng đi lấy chồng làm dâu nhà người ta, không có gánh vác gì về cái gia đình này, nên má chia cho mỗi đứa 20%. Còn thằng Tâm là con Út, sau này thờ phượng gánh vác hết tất cả, nên má chia cho 30% kèm với cái nhà này. Họ nhìn nhau mà không nói được lời gì. Cuối cùng ông Năm phải lên tiếng: "Các con có ý kiến gì không? Đó là nguyện vọng của má bay." Tâm nói trong sự ngỡ ngàng: "Nguyện vọng gì kỳ vậy? Sao con chỉ có 30% bằng anh hai? Con gánh vác cái nhà này, anh hai có gánh vác gì đâu mà bằng với con?" Ông nhìn sang người con gái thứ ba rồi nói: "Còn con Thu, mày có ý kiến gì không nói tía nghe?" Thu nói ngay không cần suy nghĩ: "Con không đồng ý với cách chia này của má. Con là con ruột, má chia có 20%, thua cả con ghẻ." Ông nhìn sang người con thứ tư: "Còn con Kiều, ý mày sao nói tía biết?" "Con cũng y như ý chị ba vậy, không đồng ý với cách chia này của má." Ông nhìn sang Sinh rồi nói: "Rồi thằng hai, ý mày thế nào?" "Dạ, con chỉ lấy 10%, còn 20% còn lại con cho các em." Thu nghe vậy lên tiếng: "Tôi nói thật, anh 1% cũng không có chứ đừng nói 10%. Anh phải biết điều, anh không phải máu mủ gì với cái nhà này, nên anh không có phần là đúng. Ba má đã nuôi anh từ nhỏ cho tới lớn, nhưng anh không phải là ruột rà. Dù biết anh luôn nhường nhịn và không tranh giành với các em, nhưng cái nào ra cái đó, tài sản là của nhà này, do cha mẹ và các con làm ra mới có. Vì thế, nó phải thuộc về thành viên ruột trong nhà này. Tôi cho anh ở trong căn nhà này là may phước lắm rồi, chia với chắc gì nữa. Anh lớn rồi mà tự lập, tự làm, tự riêng đi chứ." Sinh gục mặt buồn bã. Chưa bao giờ anh nhận những lời này từ các em mình như hôm nay. Anh em lúc nào cũng hòa thuận, vui vẻ, thương yêu. Vậy mà hôm nay, chỉ vì tờ di chúc mà tặng cho anh những lời thật khó nghe, anh im lặng. Ông Năm lấy tay đập xuống bàn thật lớn như trút cơn giận: "Mày vừa nói cái gì? Mày muốn đuổi thằng Sinh đi hả? Cái nhà nào là nhà của mày? Thằng Sinh nó có quyền ở đây đến khi nào nó có vợ thì nó ra riêng. Nó cũng là thành viên của cái nhà này. Đây là tao nói."
Ông lắc đầu thở dài. Sinh đến an ủi ông. Ông thừa biết chuyện này không bao lâu sẽ xảy ra thôi. Hàng đêm, ông ôm cái hộp với mong muốn các con khi chia tài sản đừng bất hòa. Thu lên tiếng để trấn an ông. Thôi thì cái chuyện chia tài sản để tính sao? Tía đừng giận nữa. Hồi đó chắc má chia nhầm. Thôi thì sau này tía chia lại cho tụi con cũng được. Ý của tía cũng như ý của má bay thôi. Kiều nói nhanh vội vàng. Vậy sao được? Tính tới tính lui gì thì anh hai cũng được 30%. Chắc có lẽ anh hai luôn gần tía, còn tụi con thì không, nên chia cho anh hai nhiều hơn phải không tía? Út Tâm cũng nói vào. Tía chia như vậy là không công bằng. Người ngoài mà chia tài sản hơn người nhà coi sao được. Chúng con luôn hiếu thảo với ba má, đâu phải chỉ có anh nuôi mới hiếu thảo với ba má đâu. Ông đứng nhìn Út Tâm rồi nghiêm giọng. Nguyện vọng của má bay mà bay còn không tôn kính. Tao chết rồi chắc mồ mả tụi bay bỏ luôn. Tụi bay học cao hiểu rộng, mà sao cái đạo lý làm người tụi bay không hiểu vậy? Tao cứ chia như trong tờ di chúc của má bay. Đứa nào lấy thì lấy, không lấy thì bỏ. Họ giận bỏ nhau ra về. Ông và Sinh đứng đó trong căn nhà vốn dĩ từ trước tới giờ chưa xảy ra chuyện giận hờn to tiếng. Anh nhìn cha rồi thì thầm. Thưa tía, con thấy các em nói đúng đó tía. Tía nên chia lại. Con không cần tài sản này nhiều đâu. Con sống với tía má từ nhỏ đến lớn là quá hạnh phúc rồi. Tài sản tía cứ chia cho các em. Con một thân một mình, không có cũng không sao. Còn các em nó có gia đình, nên nó còn lo cho gia đình của nó. Mày nói gì kỳ vậy hai? Riết rồi mày cũng giống mấy đứa em mày luôn. Mày nhìn cái bàn thờ má bay đi rồi nói. Má bay chia, và đó cũng là nguyện vọng của bả, chứ tía có chia đâu. Một thân là sau này không có vợ con hả bay? Một thân là sau này không có ăn hả hai? Anh biết khó có thể thuyết phục được cha mình. Sáng đó là ngày giỗ của má nuôi anh. Con Thu với con Kiều không về vì còn giận chuyện chia tài sản. Út Tâm cũng chở vợ đi chơi, chứ nhất quyết không chịu ở nhà ăn giỗ. Từ đó, họ không nói chuyện với Sinh như đã từ mặt. Đám giỗ lần này chỉ có hai cha con ông. Ông Năm mặt buồn hiu, nhìn xung quanh căn nhà rồi thở dài. Năm nào cũng đầy đủ con cháu, chỉ vì chuyện chia tài sản mà không đứa nào chịu về thắp nén nhang cho má nó. Ông tới đốt nhang cho vợ mà hai hàng nước mắt chảy dài. Thưa quý vị, tiền, vật chất là thứ nhạy cảm nhất, cũng là thứ hay chia rẽ con người nhất. Giống như câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ, chỉ vì tiền mà những người anh chị em vốn chung sống hòa thuận nay lại trở mặt như kẻ thù. Có thể thấy rằng đôi khi nhờ có tiền làm đáp án mà ta biết và nhận ra kết quả của lòng dạ con người là như thế nào. Người quay lưng đi, người quay đầu lại. Cuộc đời nó luôn có hai mặt đi song hành cùng nhau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.